Dominique, Chào mừng các bạn đến với Nagi Movie, kênh recap và review phim có tâm cùng series kể theo dõi. Video này, mình sẽ tóm tắt tập thứ tư. Tất nhiên, mình sẽ spoil toàn bộ nội dung. Nếu các bạn đã xem phim hoặc không quan tâm tới việc spoil, hãy nhấn nút subscribe, bấm nút chuông bên cạnh, bật thông báo để không bỏ lỡ các video của chúng mình trong tương lai. Yêu Nagi Movie, hãy donate cho bọn mình vài cốc trà sữa để chúng mình có kinh phí ra nhiều video mới nhé. Bây giờ thì bắt đầu ngay thôi nào. <laughs> Tập 4 Với những gì đã trải qua Dean và Nora tới tìm Dan, ông chủ của Karen vì đã giữ bí mật về lịch sử đen tối của ngôi nhà Nhưng ông ta chối bỏ mọi trách nhiệm vì dù có biết hay không thì ở New Jersey, các môi giới không có nghĩa vụ phải cho khách hàng biết về lịch sử của ngôi nhà Dean tức giận, dọa sẽ kiện nhưng Dan chẳng thèm quan tâm Trong khi đó, Karen chỉ để ý tới việc Dean có ý định bán nhà hay không mà thôi. Trở về công ty, Dean tìm kiếm thông tin về John Grab và vụ án của ông ta nhưng hoàn toàn không có kết quả. Vì vậy, anh đặt mua cuốn kỷ yếu của trường cấp 3 WebView và thực sự tìm thấy Pat Grab, con gái của John. Qua bối rối, anh hủy mọi cuộc hẹn công việc để tiếp tục cuộc điều tra. Nora muốn cùng trong quất tơi bời, nhưng cũng chán nản quay đi vì sự chú tâm thái quá của Dean vào vụ án. Hôm sau, Điên tận mắt chứng kiến Ellie trò chuyện với Dakota Điều đó khiến anh muốn tăng xong Anh tiếp tục thảo luận với Nora Và Theo về kẻ theo dõi Phải chăng Gã John anh gặp hôm trước Chính là kẻ đã giết cả gia đình John Grab Và anh đang theo dõi gia đình anh Nhưng Theo không đồng tình Vì John Grab đã bỏ trốn 25 năm Sao phải xuất hiện làm gì Và John Grab cũng từng nhận thư từ người theo dõi Chẳng có nhẽ Ông ta tự gửi thư cho mình hay sao? tới bây giờ din đã quá mệt mỏi và bắt đầu muốn bán căn nhà nhưng tới lượt nora phản đối vì họ có thể mất một khoản tiền lớn thậm chí có thể bị phá sản trước cuộc cãi vã của cả hai thi đưa ra một giả thuyết rằng kẻ theo dõi là dakota cậu chàng có đủ động cơ để khủng bố gia đình họ vì chủ nhà càng bất an dịch vụ của cậu ta càng đắt khách nhờ việc hách vào máy tính của dakota theo biết được tài khoản trò chơi của cậu có tên kẻ theo dõi. Kết hợp với việc Dakota đang ả à ở Ellie, Din và Nora đã kết hợp để đọc trộn tin nhắn của con gái và tìm thấy những hình ảnh nhạy cảm mà hai cô cậu gửi cho nhau. Vô cùng tức giận, Din tịch thu điện thoại và cấm túc con gái. Điều đó khiến cô bé vô cùng tổn thương. Sáng hôm sau, khi Dakota đến để sửa camera, Đin tóm cổ cậu ta và uy hiếp Sẽ báo cảnh sát Vừa thấy thế Ellie ở trong nhà Đã gọi điện cho cảnh sát Tố cáo bố mình đánh đập bạn trai May mà Dean chưa động tay chân Khi cảnh sát tới Dean tố cáo cậu ta gửi hình ảnh nhạy cảm Cho cô con gái 16 tuổi của mình Cũng như gửi thứ đe dọa gia đình anh Suốt thời gian qua Nhưng ở New Jersey Việc gửi hình nhạy cảm cho cô gái 16 tuổi Không hề phạm pháp Vì vậy đã cô ta được cảnh sát mời đi nhưng cậu vẫn vô cùng uất ức khi bị Din đổ oan. Vì vậy cậu tình nguyện cho cảnh sát kiểm tra mẫu ADN để chứng minh cậu không phải kẻ khủng bố. Trong khi đó, ở nhà Ellie dùng iPad của em trai để livestream. Cô bé tố cáo bố là một kẻ phân biệt chủng tộc khi ngăn cấm tình cảm của cô và cậu bạn trai ra màu. Vô cùng sốc vì hành động của con gái, Din và Nora chất vấn Ellie nhưng cô bé chẳng hề hối hận và dù biết rõ Din không phải kẻ phân biệt chủng tộc, nhưng cô bé vẫn mặc kệ. Điều đó khiến Din phát điên, anh đập bỏ điện thoại của con gái và quát rằng: you just my life. You this yeah. Mày đã hủy hoại cuộc đời của tao, mày đã hủy hoại gia đình này. Rất có thể sự nghiệp của anh sẽ đi tong. Sau đó, mọi việc càng khó khăn hơn với Nora và Din khi bị mọi người kỳ thị vì cho rằng hai người là những kẻ phân biệt chủng tộc. Là một người bạn chân chính, Karen vẫn tình nguyện ngồi ăn trưa với Nora và khuyên bạn phải mau chóng ly hôn với Dean và bán nhà. Thậm chí, Karen còn soạn sẵn hợp đồng giúp bạn. Về phần Dean, sếp của anh nhận được một phong bì lạc danh, trong đó quay cảnh phòng ngủ của Dean. Trong khi anh ngủ, một cô gái tiến tới, cởi đồ và không ngừng về vãn. Với bộ đồ cô ta mặc, Dean tin rằng đó chính là Pat Grab, cô con gái đã chết của John. Thì ra, cuộn băng do cô ta quay bởi cậu tin rằng Din là kẻ theo dõi Nên đã đặt máy quay trộm trong phòng ngủ Để tìm bằng chứng Nhưng chỉ quay được đoạn video về cô gái kỳ quái kia Tới giờ Din chỉ quan tâm cô ta là ai Anh xin lỗi đã cô ta Vì nghi ngờ cậu là kẻ theo dõi Rồi bỏ đi Trừ về nhà Nora vô cùng thất vọng Vì cũng đã xem được đoạn video kia Din cho cô xem tấm hình khi Pat của Rap chết Cô ta mặc chiếc váy ngủ Giống hệt trong đoạn video Anh tin một kẻ biết toàn bộ sự việc đã đặt bẫy anh nhưng Nora không tin cô quyết định sẽ ly hôn bán nhà và đuổi Din đi Din đành ra nhà nghỉ ở một thời gian tại đây anh phát hiện Andrew là một diễn viên phải chăng anh ta cũng được kẻ theo dõi thuê để theo dõi toàn bộ sự việc tối đó Din ngồi bên ngoài nhà mình để quan sát thì thấy Mick và Mo bằng xương bằng thịt trở về chuyện quái gì đã xảy ra vừa rồi là tóm tắt toàn bộ tập thứ tư của series kể theo dõi nếu thấy video này hay hãy like, share và comment để ủng hộ tinh thần bọn mình nhé. yêu Nagi like Movie hãy donate cho bọn mình vài cốc trà sữa để chúng mình có kinh phí ra nhiều video mới nhé. đừng quên subscribe Nagi Movie bấm nút chuông bên cạnh để bật thông báo tránh bỏ lỡ các video của chúng mình trong tương lai. các video mới sẽ được chúng mình đăng tải vào 12 giờ các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.